Chào mừng các bạn đến với kỹ năng phát triển bản thân. Hôm nay tôi chia sẻ bạn chủ đề cơ hội dành cho người mang lại giá trị lớn cho khách hàng. Thì các bạn, cho dù chúng ta làm nghề gì, cho dù chúng ta là làm giảng viên, làm nông nghiệp, làm y tế, làm nhân viên nhà nước, làm công ty doanh nghiệp, thì chúng ta phải là người mang giá trị cho khách hàng. Và khả năng càng bạn mang giá trị càng lớn thì khả năng thành công các bạn càng lớn. Điều này là đương nhiên các bạn. Bạn không thể thành công nếu bạn mang giá trị cho khách hàng rất ít, trong khi cái tiền thu lại thì nó quá nhiều. Hãy nhớ là giá trị trao đi nó phải nhiều hơn cái giá cả. Thì tại sao đó là chúng ta phải là mang giá trị lớn cho khách hàng các bạn? Thì đầu tiên đó là các bạn phải thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Bạn muốn tạo ra giá trị, bạn cần hiểu được nhu cầu mong đợi khách hàng, những nỗi đau, những niềm khao khát. Và có câu nói gì các bạn, điều gì mình thích thì chưa chắc khách hàng thích. Và đương nhiên điều gì mình không thích thì mình đừng làm cho người khác. Vì trong khách hàng cũng vậy các bạn, có những điều mình thích nhưng khách hàng chưa chắc đã thích, nhưng mà hãy tìm hiểu để làm điều khách hàng thích, làm điều thị trường cần. Điều này không chỉ đơn thuần là việc thực hiện khảo sát để thu thập phản hồi, mà thấu hiểu về khách hàng đó đạt được thông qua quan sát thái độ hành vi của họ trong tình huống thực tế. Ví dụ bạn điều hành một cửa hàng quần áo nè, áo thời trang đó, thì chú ý những phẩm nào thường được khách hàng tìm đến, những câu hỏi đặt ra hay các phản hồi về việc thử đồ. Từ đây bạn có thể đưa ra những sản phẩm phù hợp hơn, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sự bối rối khi lựa chọn. Thứ hai đó, để mà mang giá trị lớn khách hàng, thì các bạn cần phải biết cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Khi bạn đã hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, bước tiếp theo là tạo một trải nghiệm khách hàng thật là xuất sắc. Hãy luôn nhớ điều này các bạn. Những trải nghiệm mà tích cực đem đến khách hàng hài lòng mà còn là kích thích họ quay lại nhiều lần. Thì các bạn biết rồi, tăng mà cái doanh thu là không có cách nào khác hơn là khách hàng quay lại nhiều lần và mỗi lần họ mua nhiều hơn. Rồi bạn hãy nghĩ về những hoạt động mà bạn có thể triển khai, chẳng hạn như tổ chức sự kiện, hoặc là khách hàng thân thiết hay gửi lời chúc mừng vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, xây nhà mới, hoặc những dịp vui, hoặc thậm chí có những cái chuyện mà tăng gia bối rối. Thì dù các bạn biết Cha Bút cà phê, Cha Bút đã từng có chương trình Cha Bút Reward, nơi khách hàng được tích điểm và nhận thưởng, khiến họ cảm thấy được trân trọng và tăng cường tính trung thành với thương hiệu và xây dựng mối quan hệ bền vững. Giá trị không chỉ dừng lại sản phẩm mà còn là mối quan hệ bạn xây dựng với khách hàng. Lắng nghe và phản hồi nhanh chóng giúp khách hàng cảm thấy mình được quan tâm. Mỗi lần tiếp xúc là cơ hội để tăng cường mối quan hệ. Ví dụ, hãy thử tưởng tượng một công ty dịch vụ khách hàng. Mỗi khi khách hàng gọi đến, nhân viên không chỉ giải quyết vấn đề mà còn ghi nhớ tên của họ, hỏi thăm về tình hình sử dụng sản phẩm. Điều này để lại ấn tượng tốt và tạo ra cảm giác thân thiện, giúp khách hàng nhận thấy rằng họ không phải là những con số. Rồi khám phá cơ hội tạo ra giá trị mới. Cơ hội luôn tồn tại những ai sáng tạo và không ngừng đổi mới. Có một cái quan điểm các bạn, kiếm tiền bán hàng là làm cái ảnh hưởng đến nghệ thuật, đến là cái sự sáng tạo. Thực tế không phải vậy các bạn. Bạn bán hàng giỏi thì bạn có tiền nhiều, thì tất nhiên nó sẽ đòi hỏi các bạn phải sáng tạo, bạn phải đột phá, bạn phải đổi mới. Đừng ngần ngại thử nghiệm các ý tưởng mới, sản phẩm mới hoặc dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng. Hãy mở rộng tư duy và đón nhận những thách thức, bởi chính những thách thức sẽ giúp bạn tìm ra giá trị lớn hơn mà khách hàng cần. Ví dụ, các thương hiệu đồ uống hiện nay không chỉ bán sản phẩm mà tạo ra các trải nghiệm tương tác thông qua ứng dụng di động và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn trên xã hội. Thì các bạn biết rồi, thì cơ hội mà dành cho ai mang lại giá trị lớn cho khách hàng là không phải dừng lại việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tốt, mà là hành trình đầy thú vị của sự hiểu biết, trải nghiệm, kết nối. Các bạn hãy trang bị mình những cái kỹ năng cần thiết, từ lực lắng nghe nè, đến sự sáng tạo, rồi cùng nhau khám phá, nắm bắt những cơ hội quý giá, hiểu được những cái nỗi đau, những cái niềm khao khát của khách hàng đó bạn.
Thì trên đây đó là một số cái kinh nghiệm, một số cái kiến thức mà các bạn càng mang giá trị lớn cho khách hàng thì cơ hội các bạn sẽ càng nhiều. Cảm ơn các bạn.